Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Liên Quân Mobile Mobile Việt. Hôm nay mình sẽ chơi con tướng hầm hố nhất Liên Quân Mobile, đó là con tướng Athu, Skeleton King Athu. Rồi trận này mình đã, hình như trận trước mình ấn vào cái nút giảm cấu hình nên trận này sẽ không hiện đam nha các bạn, thông cảm. Rồi giảm cấu hình thì đài máy đánh sẽ mượt hơn rất là nhiều. Bộ kỹ năng con này thì mình đã giới thiệu nhiều cho anh em ở các video trước rồi, và trận này mình sẽ không giới thiệu lại bộ kỹ năng này nữa. Athu là một tướng đấu sĩ, lên đồ theo hướng là tăng cơ và rất là trâu bò. Nhưng cái việc dồn sát thương của con này thì không hề là ít đâu nha. Sát thương của nó dồn rất là kinh khủng. Rồi solo Athu luôn, ra đây. Rồi chơi chiến thuật ôm trụ rồi. Ở bản test này thì người chơi đều phải được chọn lọc, là những người chơi tốt ở bản Liên Quân Mobile Đài Loan chính thức. Sau khi đăng ký thì sẽ được duyệt vào cái bản Liên Quân Mobile bản test này. Vì vậy để được chơi cái bản này anh em phải chơi tốt Liên Quân Mobile Đài Loan. Nếu không chơi tốt thì anh em cũng không thể vào được đây chơi đâu. Ở bản Liên Quân Mobile Đài Loan ngày trước mình là thánh MVP rồi. Hầu như là trận nào cũng MVP. Không MVP thắng thì MVP thua. Rất là hài hước. Rồi vào đây, vào đây. Dám trêu mình à? Dám trêu mình à? Ra đây, ra đây. Nào đi. Này, trà cũng chất phết này. Bổ đầu này. À, là dám bổ đầu mình, bổ lại à? Bổ lại này. Trà cũng chất phết này. Thì trà cũng chất phết luôn. Athu là một tướng đấu sĩ có phong cách đánh khá là hổ báo. Chiêu 2 của nó xoay thì là đa phép. Rồi, Ngộ Không. Ngộ Không làm gì? Bổ đầu chết luôn. Cái chiêu bổ đầu này nó sẽ đánh sát phương phép theo phần trăm máu tối đa của tướng địch. Giống cái con Garen ấy. À, lại dám trêu mình tiếp à. Rồi. Thế này anh em team mình thì đánh khá là hay, phối hợp khá là tốt. Bốn bạn đang ở tập trung ở mid. À, có bắt thử đi đâu nào không? Có thằng Athu đằng sau này. Đó. Vừa đi vừa trêu. Úi dồi, chạy không nói chạy được, quay lại đập đầu vào đá.
anh em rút lui với thôi. Rút lui thì con Violet nó đẩy kinh quá. Con Violet này hình như là cái con trận trước nó bá đạo. Trận mình cầm Brighta nó bá đạo team, nó gánh team kia. Trận mình cầm Brighta team thì đánh rất là chán. Toàn cứ hồi sinh rồi nào ra nên cứ nào mầm lên, không đợi team gì. Chả hiểu tại sao, đó là thanh niên cầm La Crosse, là thanh niên cầm lưỡi bố. Rồi mất trụ rồi, đứng lại xem. Đứng lại coi. Này thì Atu Trung Quốc này. Atu tàu làm sao có trình đấu với Atu Việt Nam. Rồi tập trung đẩy đá chính thì đẩy cái trụ giữa này. Đã bắt cái con Violet nó trước nó giết mình mấy mạng đấy. Rồi con HNE Faker này. Con Atu này nó có bộ kỹ năng truy sát khá là tốt. Hay quá. La Crosse thì mình đánh khá là hay. Rồi. Quất luôn sợ gì. Rồi. Team bạn khá là yếu. Rồi giết luôn con Violet này. Còn ít máu, còn nhiều máu thì làm gì. Này. Rồi La Crosse nào ra rất là nhanh. Trận này thì áp đảo tuyệt đối rồi. Anh em đánh từ từ thôi để mình đi nùng con Violet. Rồi La Crosse đánh rất là hay. Dình và giết AD và AP team bạn. Đồ đánh La Crosse rất là hay. Rồi bình tĩnh thôi, làm gì phải đẩy gội thế. Bình tĩnh mà bán hành nhá. Rồi biết nhầm hành. Bỏ tay mình. Rồi. Rồi giết tôi nữa không, team bạn quá là fit, được có 20 vàng luôn. Chắc là đang chửi nhau củ tỏi lên rồi. Rồi đi bắt con Violet. Con này đánh rất là hay đấy. Đợt trước mình nó đánh team kia là rất là hay. Ôi ngộ không đấy. Ngộ không thiếu thế. Rồi nó chạy rồi. Còn Violet nó chạy mất rồi. Này, nó đang xuống ăn blue à? Đứng im lại cho tao. Nội ngược lại à? Này thì ngược lại.
mình có chiều cuối mà mình bắt luôn. Rồi chết xong chửi thì mình không biết này. Thôi đẩy đẩy thôi, trận này team bằng nát bét rồi. Rồi từ từ bình tĩnh, để mình để con VNS ra mình bắt. Hay quá, hay quá. Rồi chú đánh hai đến đâu thì khi gặp team mà đánh kém thì cũng phải ngậm hành thôi. Đó là cái rất là hay ở Liên Quân 3. Dù bạn đánh tốt đến đâu mà khi gặp team có một hoặc hai người đánh gà thì thôi rồi, là ngậm hành cả team. Rồi, Nagarot MVP.